Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, chỉ có 15 trong số 1,7 triệu meme coin gặt hái được thành công. Meme coin là một trong những thị trường có nhiều thách thức nhất để đạt được thành công bền vững. Theo nghiên cứu, trong số hơn 1,7 triệu đồng meme được tung ra trên pump.fun, chỉ có 15 đồng có thể duy trì được vốn hóa thị trường trên 10 triệu đô la trong nhiều tuần. Như vậy, tỷ lệ thành công chỉ là 0,0001%. Pump.fun đã trở thành một dự án sinh lợi, thu về hàng triệu đô la doanh thu. Tuy nhiên, thành công về mặt tài chính này hoàn toàn trái ngược với những lợi ích tối thiểu mà nó mang lại cho người dùng trung bình. Newton Einstein, một nhà phân tích meme coin ẩn danh, đã quan sát thấy rằng các token không liên kết với Pump.fun, đặc biệt là những token của nhóm thanh khoản bị đốt cháy thấp, hoạt động tốt hơn do môi trường thanh khoản ít bị phân mảnh hơn. Do đó, nhà phân tích dự đoán một sự thay đổi thị trường sắp tới có lợi cho các đồng tiền độc lập này. Dữ liệu tiếp theo cho thấy sự hiếm hoi của thành công trong các meme coin Pump.fun. Chỉ có 41 meme coin duy trì được vốn hóa thị trường vượt quá 1 triệu đô la trong nhiều tuần, chỉ chiếm 0,0002% tổng số token được tung ra. Hơn nữa, chỉ có 141 trong số các token này, tương đương khoảng 0,008%, xuất hiện trên các nền tảng tổng hợp dữ liệu lớn như CoinGecko. Điều này làm nổi bật khó khăn to lớn trong việc đạt được khả năng hiển thị trong một thị trường bão hòa như vậy. Nhà giao dịch tiền điện tử Ran Newner cho biết, Pump.fun đã giết chết các meme coin. Mô tả về nền tảng này, MrBun.eth, một nhà phê bình có tiếng gọi Pump.fun là lò sát sinh cho hy vọng của các nhà đầu tư. Chỉ trong 24 giờ, hơn 16.357 token đã được tung ra, nhưng chỉ có 175 token đến được sàn giao dịch phi tập trung Radium. Ngoài ra, chỉ có 19 token trong số này duy trì được mức vốn hóa thị trường trên 69.000 đô. Một người dùng khác, Bastille, đã tóm tắt một cách rõ ràng về tỷ lệ cược bất lợi của nền tảng này. Cờ bạc Pump.fun thực sự là trò chơi có tỷ lệ cược tệ nhất trong mọi trò chơi cờ bạc, tốt hơn là nên đến sòng bạc. Đổ thêm dầu vào lửa, Pump.fun gần đây đã thực hiện một thay đổi chính sách. Nền tảng này hiện cho phép người dùng tung ra meme coin của họ miễn phí, thay vì yêu cầu trước đây là phí tượng trưng là 2 đô la cho mỗi đồng tiền, hiện được tính cho người mua đầu tiên. Động thái chiến lược này nhằm mục đích xóa bỏ rào cản tài chính cho người sáng tạo và bao gồm cơ chế phần thưởng, trong đó các nhà phát triển nhận được 0,5 Solana khi đồng tiền của họ hoàn thành được công liên kết. Pump.fun tuyên bố rằng những thay đổi này là một phần của bản thử nghiệm beta của cơ chế Pump.fun, cũng có mức phí di chuyển giảm xuống còn 1,5 Solana. Mục tiêu là khuyến khích các nhà phát triển tích hợp hoàn toàn đồng tiền của họ vào thị trường, bất kể khoản đầu tư đang diễn ra của họ. Tuy nhiên, bản cập nhật này không phải không có người chỉ trích. Những người chỉ trích cho rằng việc loại bỏ phí sáng tạo có thể dẫn đến sự tăng của các đồng tiền meme chất lượng thấp, có khả năng làm loãng thị trường hơn nữa. Một giám đốc điều hành tại Pump.fun đã bảo vệ chính sách này. Luận điểm của chúng tôi là càng tạo ra nhiều coin thì khả năng có thứ gì đó đáng tiêu thụ và thú vị để giao dịch cho khách hàng của chúng tôi càng cao. Bất chấp phản ứng dữ dội, nhiều người dùng vẫn tiếp tục tham gia vào nền tảng này, có lẽ là do sự phấn khích của trò chơi máy rủi. Kể từ khi ra mắt, Pump.fun đã tích lũy được gần 90 triệu đô la doanh thu, trở thành một trong những ứng dụng thành công nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử. Tuy nhiên, khi nền tảng này tìm cách giải quyết mối quan ngại của người dùng, tính khả thi cuối cùng của meme coin vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Không thể phủ nhận sức hút của các meme coin, nhưng việc tham gia vào các meme coin khiến người dùng đối mặt với nguy cơ mất tiền rất cao. Ví dụ như trường hợp của búp bê meme, đồng Bome. Mặc dù nhanh chóng tăng lên mức vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la, Bome hiện chỉ còn là cái bóng của chính nó trước đây. Meme coin dựa trên Solana hiện thấp hơn gần 80% so với mức đỉnh quý đầu tiên trong năm nay. Dữ liệu on-chain cho thấy rằng đa giảm của token này vẫn chưa kết thúc. Biểu đồ ngày của Bome cho thấy sự hình thành của một nêm giảm. Một nêm giảm là một mô hình được quan sát thấy khi giá của một loại tiền điện tử trải qua các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn sau một đợt tăng giá trước đó. Mẫu hình này cũng bao gồm một giai đoạn củng cố, sau đó là một sự đột phá. Đối với Bome, token đang trên bờ vực của một xu hướng giảm khác. Ngoài ra, theo Sentiment, tâm lý có trọng số xung quanh Bome là tiêu cực. Weighted Sentiment theo dõi các bình luận trực tuyến về một loại tiền điện tử với xếp hạng tích cực cho thấy tâm lý lạc quan giữa những người tham gia thị trường. Ngược lại, xếp hạng tiêu cực cho thấy triển vọng giảm giá. Nếu tâm lý tiêu cực này vẫn tiếp diễn, đà tăng gần đây của Bome có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì có thể không được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng. Tóm lại, việc đầu tư vào các meme coin là rất rủi ro, cơ hội kiếm được tiền có thể so sánh với đánh bạc. Không chỉ với những meme coin vốn hóa nhỏ ít được biết đến, ngay cả những meme coin gây sốt và từng tạo được tiếng vang như trường hợp của Bome cũng có thể lao dốc bất kỳ lúc nào, khiến nhà đầu tư thua lỗ. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư meme coin và nên nhớ chỉ nên mua một số vốn nhỏ. Chúc các bạn đầu tư thành công!